Kính chào quý vị đến với chương trình Khéo dùng tiền của Little Saigon TV. Hôm nay Katie Kiều Dung và Linda White trở lại với chương trình về những vấn đề xung quanh business của chúng ta. Xin chào Linda. Linda, would you please say hello to our audience today? Hello everyone. Thank you for joining us today. What are we going to talk about today? Today we're going to talk about the different choices that a small business has in regards to how they set their business up. What legal structure are they looking at? Yeah. Thì hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những cái đề tài mà đơn giản nhất và căn bản nhất về làm sao để mình set up cái business của mình ngay từ giây phút đầu, về cái structure của nó như thế nào, legal structure như thế nào. Để không mất thêm thời gian, Kiều Dung sẽ nhường lại cho cô Linda để nói về cái những cái cơ bản và cái setup cơ bản nhất của cái business cho chúng ta. Please go ahead and start with our first and most simple and easy setup for small businesses. Exactly. We're going to start with sole proprietorships. It's the most common, the most inexpensive, and the easiest way. Would you like the PowerPoint to be on so then our audience can? Yes. Yes, yes. So, you know, they can follow easier. Right. There we go. All right. Thank you. Yeah, go ahead again. It's the easiest, most low cost, and most popular way for somebody to start a business. Very often, somebody will start their small business by themselves. They'll start as a sole prop, and as they grow, they can migrate over to a different entity. And we'll talk about those as we move on. So there's actually no cost to registering your business. There's no registration process that you need to go through. The only costs you're going to have are those specifically related to the business, such as a business license, a fictitious name filing, DBA, doing business as, maybe a trademark if that's appropriate. And what you get to do is you get to deduct the expenses that are associated with the businesses on your taxes. So what you'll do is file a Schedule C attachment to your taxes that summarizes your income and the expenses of the business, and you will pay tax based on any profit that you've made, or possibly get a deduction for if there is a loss for the business. The downside is that you and the business are one and the same. There's no separation. So if the business gets sued, if the business has financial debt, your personal assets can be used to make sure that those issues are met. Can I jump in and recap that before we go on? Kính thưa quý vị cũng biết rằng là trong chúng ta bây giờ đó, cái mà để mà mình làm việc online hoặc là mình bán buôn online, mình bán trên Amazon hoặc là tất cả những cái mô hình mà kinh doanh đó, thì bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà mình phải set up từ đầu cho nó hợp pháp. Giống như cô Linda nói, sole proprietorship là một loại nó rất là đơn giản và mình có thể dùng tên của mình, an ninh xã hội, social security number của mình để mình set up, để mà mình có thể có cái nơi mình trả thuế, đóng thuế khi mà mình có thu nhập. Thì giống như quý vị đã thấy cái sự trình bày của cô Linda về cái sole proprietorship, nó dễ nhưng mà nó với lại quý vị là một. Ok, số an sinh xã hội của quý vị và cái business của quý vị là một. Vì vậy cho nên mình phải chịu hết tất cả liability. Tức là ví dụ như cô Linda vừa nói, có người sue, có người kiện tụng. Ví dụ mình buôn bán một mặt hàng gì đó hoặc là mình nấu ăn một cái món gì đó, thì tất cả mọi sự kiện tụng là rơi vào cái cá nhân của quý vị. Coi như là mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Please go ahead. Okay. And the only other thing I wanted to mention is that if you are as a small business looking for a small business loan, you're going to have to provide your personal tax returns along with copies of your business license, your fictitious name filing, etc., to the bank. And you need to keep in mind that you are going to be personally responsible for that loan. You'll also have to provide financial statements, profit and loss, cash flow, copy of your Schedule C with your taxes, if you've been in business long enough to file taxes for the business,
Otherwise, you'll have to do financial projections that you'll provide to the bank. Yes. So, anything else you'd like to add, Katie? No, you have everything perfect. I just need to recap. I like to recap that in Vietnamese. Sure. And so, you know, our Vietnamese audience out there. Kính thưa quý vị, thì khi mà làm một cái business, một cái doanh nghiệp và quý vị dùng cái mô hình sole proprietorship, thì khi mà mình đi apply loan, những cái business loan với là nhà băng, thì họ sẽ hỏi tất cả mọi tin tức về tài chánh của quý vị, cá nhân của quý vị. Tất cả mọi thứ là tại vì mình dùng tên của mình, mặc dù là mình dùng cái tên riêng của mình để mà có một cái DBA, và ở trong đó thì mình dùng số an sinh xã hội của mình, cho nên nhà băng họ sẽ muốn biết hết tất cả mọi thứ về cá nhân của quý vị, trong đó nó có cả về business, vấn đề phỏng đoán về financial statement, profit and loss, lợi nhuận rồi thua lỗ như thế nào, thì tất cả mọi thứ đó nó cũng giống như những cái mô hình khác thôi, nhưng mà quý vị phải chịu 100% trên cái loan đó, bởi vì quý vị là người sẽ coi như là sponsor hoặc là guarantee cho cái loan đó. Are we good with sole proprietorship? I think we're good. Wonderful. Let's move on to partnership. Partnership. Actually, I like you to you know, to go ahead and talk about partnership. I'll you know, I will recap and would you? Okay. Sure. Kính thưa quý vị, thì sau cái sole proprietorship thì quý vị cũng biết cái mà nhiều người sẽ nghĩ đến rằng là đôi khi mình sẽ có partner vợ chồng, partner với lại những người bạn, partner với lại những người mà mình quen biết ở trong cái ngành mà mình muốn làm, cho nên Kiều Dung mới vừa nói với lại cô Linda để mà nói thêm về vấn đề partnership, bởi vì ở nơi mà Linda với là Kiều Dung làm việc đó thì có rất là nhiều dạng partnership mà quý vị đến để mà xin tư vấn. Please go ahead. Okay. Partnership. Okay. Well, there's two different types of partnerships. There's what's called a general partnership, where all the shares are equally divided amongst the owners, and a limited partnership, where one partner has control of operations, while the others basically contribute to the business and will receive part of the profits. Partnership is a good option for a small business, especially if you're trying to go into business with a family member or a friend or another business partner. It is more expensive than a sole proprietorship in that if you really need to seek the assistance of an attorney to help you put together a partnership agreement. Can I stop you there? Sure. Because I think that's important. Okay. Kính thưa quý vị, thì khi mà quý vị làm việc với lại partnership, thì giống như cô Linda nói, partnership nó có thể là general partnership, tức là hai người 50-50 chẳng hạn, hay là 6-4 hay là 7-3, tùy theo cái setup của quý vị. Rồi bên cạnh đó có một cái limited partnership nữa, là giống như một người có thể là silent, người đó bỏ tiền ra nhưng mà để cho người kia là người sẽ chịu trách nhiệm của cái operation của cái business. Thì bây giờ cái kiểu partnership nào đi nữa đó, thì cô Linda vừa nhấn mạnh là mình phải cần có một cái partnership agreement. Thì khi mà quý vị cũng biết, khi mà mình vui vẻ và mình đi vào business đó, thì mình hăng hái này kia lắm, nhưng mà đến khi mà nó đụng chuyện đó thì mình phải có cái agreement, vì mình sẽ nói trước với nhau. Giống như quý vị cũng biết, người Việt Nam mình hay nói là mất lòng trước được lòng sau, đúng không quý vị? Thì cái đó là cái mà để set up cho mình những cái nó không có bị trục trặc khi mà business của mình nó đang phát triển. Thì cái mà cô Linda vừa nói và Kiều Dung sẽ hỏi lại cho cõi cổ về cái vấn đề partnership agreement. I like to ask you, what is in a partnership agreement that they should pay more attention to, you know, when they seek assistance in setting up one? Okay. Well, I think the primary thing that the partnership agreement's going to identify is, what is each individual bringing to the business? How is that being divided up? Is that a 50-50 relationship, or somebody have majority ownership? And what are the responsibilities of each individual in the business? And finally, I think a really key part of it is, how will you dissolve the business? What's going to happen? If you and I are in business and I suddenly decide I want out, what are my options? Yeah. Okay. Do you have an option to buy me out? Right.
Or do we just decide, okay, one partner decides they don't want to be in the business anymore, business is done, we dissolve it. Right. So you need to figure out those things. And also, too, what happens if something happens to you? What if you pass away? Right. Now, right. Your heirs will... Or my spouse right. join Who, the business. You know, who's going to get the business? Now, I didn't go into business with your husband. Exactly. I don't want to be in business with your right. husband. Right, because he's not in the industry. And exactly. He doesn't, know. He doesn't understand and doesn't know what we're doing. Yeah. So you need to have some options. I need to have an option to be able to buy you out if I, you know, buy out your part of the business if, you know, unfortunately that happens. Yeah. So. Quý vị cũng nghe thấy rồi, cái quan trọng giữa partnership và những cái setup để mà mình có những cái agreement với nhau khi mình đi vô partnership ấy, nó quan trọng lắm. Bởi vì Linda với Kiều Dung đã gặp rất là nhiều trường hợp đến khúc cuối cùng, đến nỗi mà Linda mới vừa nói, cái chuyện mà ví dụ như tôi không muốn làm nữa, tôi muốn out hoặc là chuyện gì xảy ra đến tôi mất đi chẳng hạn, thì ai sẽ là người tiếp tục với là quý vị? Thì đó là những cái trong cái partnership agreement mà mình phải biết trước để mà mình soạn thảo cái đó. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại trong vòng vài phút để mà tiếp tục với cái chương trình này. Xin đừng rời làn sóng của Little Saigon TV.